Đôi khi người ta làm việc cho mục đích riêng của họ, vì lợi ích riêng của họ dưới chiêu bài như lòng từ bi. Chỉ để mua dư luận tốt, chỉ để mua phiếu bầu, hoặc chỉ để trông tốt trên sự đau khổ của người khác. Và có một vài người khác như ông Trump, ông làm việc đó một cách đúng lẽ, hợp lý, và với mục đích tốt thật sự, thì người ta nói là ông ấy không tốt, không từ bi. Thế giới này thật đảo điên. Người ta không thấy, không nghe, không nhận ra sự thiện lành. Bởi vậy, họ đã giết Chúa Giê-xu. Ngài đã làm gì? Không gì cả. Ngài không trộm, Ngài không giết, Ngài không dạy người ta làm gì xấu. Họ chỉ giết Ngài như vậy đó, quý vị thấy không? Ngài không hề phạm tội nào hết, không hề. Và họ chỉ giết Ngài như một tội phạm, và ngày nay vẫn còn xảy ra cho những người nói sự thật, bị đe dọa tính mạng này kia. Dạ, sư phụ. Và ông ấy thậm chí là thượng nghị sĩ. Là thượng nghị sĩ, ông phải nói thật. Ông ấy có quyền nói và có trách nhiệm phải nói. Thành ra ông ấy được bầu để ở đó, để bảo vệ sự thật và bảo vệ người dễ bị tổn thương, tránh khỏi những ý đồ xấu, bởi vì người ta không phải lúc nào cũng hiểu. Cho nên chỉ một vài người lên tiếng và rồi bị đe dọa tính mạng. Nhiều lần họ đe dọa gia đình ông và đủ thứ. Gia đình ông đâu có liên quan gì đến vấn đề đó. Ông là thượng nghị sĩ. Đâu phải gia đình ông, con cái của ông. Thế mà họ đe dọa mấy người đó. Thấy xã hội mà chúng ta có không? Cho nên không khác biệt lắm với thời Chúa Giê-xu, phải không? Dạ, thưa sư phụ. Ông chỉ làm nhiệm vụ của ông. Ông Renfrew chẳng hạn. Và ông kia, Rubio, bất cứ ai nói sự thật là họ đe dọa giết. Gia đình người ta, bất cứ gì. Tôi không biết sao họ sống như vậy được. Loại xã hội tự do gì, tự do cho Hoa Kỳ gì, và đủ thứ như thế. Chỉ nói suông thôi. Và khi họ leo lên cao, trên bậc thang chính trị, thì họ làm bất cứ gì ngược với những điều lẽ ra đúng đắn và công bằng. À, tôi đang cố gắng rất nhiều để làm việc với bên kêu bằng phe đối lập, âm thầm bên trong. Cảm ơn sư phụ. Thành ra không đến nỗi tệ như tôi đã nghĩ. Dạ, thưa sư phụ, quý vị không biết, chẳng hạn như người Hoa, ảnh hưởng của họ ở khắp nơi. Nhiều người, mấy nhân vật quan trọng kết hôn với người Hoa, hoặc có bạn gái, bạn trai người Hoa, có doanh nghiệp Trung Quốc, có doanh nghiệp với Trung Quốc, hưởng lợi từ Trung Quốc, v.v. Họ thậm chí nhận từ Trung Quốc hàng triệu đô la tiền đóng góp cho bất cứ công việc từ thiện nào của họ. Thấy không? Dạ, thưa sư phụ, vì vậy rất khó cho họ thậm chí chống lại Trung Quốc. Nhưng dường như chính quyền này đang làm điều gì đó, không chiều chuộng Trung Quốc. Có lẽ ít ra bề ngoài là như vậy. Dạ, thưa sư phụ, tôi tưởng điều đó không thể. Nhưng bây giờ có thể. Có vẻ như họ đang đi theo đường hướng của ông Trump trong một vài chính sách, còn hơn là không có gì hết. Được rồi, còn gì nữa? Thưa sư phụ, có vẻ như nhiều người trong giáo hội hoặc ngay cả các chính trị gia cũng đang theo dõi truyền hình vô thượng sư và học hỏi từ lời nói của Ngài. Có lẽ, thưa, còn nhiều người, những người có quyền lực, những người xem, có sức mạnh để thay đổi đường lối của họ và cải thiện tình hình không ạ? À? Một số họ sẽ thay đổi, một số họ thay đổi và hãy hy vọng có nhiều hơn nữa. Tôi đã bảo rồi, khắp thế giới đang xem truyền hình quý vị. Ý nói tôi ước toàn thế giới xem. Nhưng quý vị phải biết có nhiều quốc gia không có mạng Internet. Và họ phải xem cùng với láng giềng. Và có người không thể xem chút nào bởi vì họ không có phương tiện để xem. Không phải người Ấn Độ nào cũng có điện thoại hoặc ứng dụng để có thể xem truyền hình vô thượng sư hoặc TV. Họ sống trên đường phố, sống trong như một túp lều nhỏ, hoặc túp lều tạm thời trong những hoàn cảnh khác nhau. Vì vậy, cho dù họ có TV, thì nhiều người, những người lân cận cùng nhau xem. Dù sao, chỉ để quý vị biết công việc của quý vị không vô ích.
có giúp ích, thật sự có giúp ích. Những người không xem được, không thể biết về truyền hình Vô Thượng Sư, họ sẽ truyền bá bằng lời. Công việc của chúng ta nhất định có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới này, cho nên hãy vui mừng, hãy hãnh diện. Và tôi cảm ơn quý vị, tất cả quý vị. Cảm ơn Sư Phụ. Được rồi, còn câu hỏi nào nữa? Còn nhận xét nào nữa không? Thưa Sư Phụ, trong giới truyền thông chúng con nghe nói rằng có lẽ khi một linh mục biết điều gì đó, ông trình lên các cấp trên của mình, nhưng họ chặn điều đó lại, không để lọt đi đâu hết. Do đó, có lẽ dường như hệ thống cấp bậc là vấn đề. Thưa Sư Phụ, có thể làm điều gì để khiến điều đó công khai hơn về lạm dụng trẻ em? Ồ, cả hệ thống đều đã thối nát. Không ai có gì để nói, bởi vì nếu người lãnh đạo không nói gì, không làm gì hết, thì ai khác có thể quyết định được. Chúng ta đã nói về điều đó rồi, họ đồng lõa với nhau. Bằng cách này hay cách khác, họ thông đồng với nhau. Họ có dính líu gì đó với nhau, vì vậy họ đồng lõa với nhau, cho nên không ai có thể công khai nói gì với bất cứ ai. Bởi vì họ đồng hội, đồng thuyền. Và như ông Trump nói, họ thuộc nhà nước ngầm. Và có lẽ cũng có giáo hội ngầm. Quý vị hiểu không? Và nếu cả hệ thống bị kẻ tà ác xâm nhập như vậy, thì quý vị có thể nói chuyện với ai đây? Vì vậy, tôi chỉ hy vọng có vài người tốt vẫn ở đó và ráng xoay chuyển tình huống và làm cho nó khá hơn. Bằng không, giáo hội sẽ như phục vụ quỷ Satan. Dạ, thưa Sư Phụ. Thưa Sư Phụ, có một tổng giám mục giáo hội, con không biết tên ông ấy, nhưng ông ấy viết về điều này và các điều khác. Ông ấy nói rõ ràng là có một giáo hội ngầm, tương tự như nhà nước ngầm. Thật sao? Dạ vâng ạ. Vậy tôi nói đúng rồi. Dạ thưa Sư Phụ, tất cả những kẻ tà ác, họ ở trong hệ thống giáo hội ngầm. Và họ ảnh hưởng đến mọi điều khác, ít hoặc nhiều. Vậy thì quý vị kỳ vọng điều gì? Nếu sống ở thế giới này đây, giống như nếu sống ở địa ngục, thì quý vị kỳ vọng điều gì đây? Địa ngục là như thế, thế giới này là như thế. Cho nên vị Bồ Tát ở địa ngục cố gắng rất nhiều để bảo người ta, một hoặc hai người họ, bất cứ ai nghe hoặc có thể lắng nghe, hoặc thậm chí có đủ công đức bằng hạt cải để lắng nghe. Nhớ không? Một trong những hội viên chúng ta, cô ấy xuống địa ngục và cô ấy nói rằng vị Thánh Địa Tạng ngồi cùng các đệ tử của Ngài. Bốn hoặc năm người họ, chỉ có bốn, năm người dưới đó là đệ tử của Ngài. Và có lẽ cũng có ban điều hành giúp Ngài làm bất kỳ việc vặt nào. Giống như tôi có một nhóm người quý vị ở đây giúp tôi ở thế giới này, làm việc này, việc kia. Dạ, thưa Sư Phụ. Trong khi thế giới có hàng tỷ người, tôi chỉ có bấy nhiêu người quý vị thôi. Dạ, thưa Sư Phụ. Một nhóm nho nhỏ. Và tính luôn cả những đệ tử ở bên ngoài đó. Nếu không, chúng ta không nhiều lắm. Không nhiều người làm việc, phải không? Ai cũng nói, ồ, con thương Sư Phụ, con thương Ngài. Ồ, nhưng xin để con quay về ôm vợ và ngủ với vợ, thay vì giúp Ngài. Nhiều người nói, ồ, nếu con biết Sư Phụ sớm hơn, con sẽ không kết hôn. Nhưng mấy người khác vừa biết tôi, không sớm thì muộn, vẫn tiến tới kết hôn. Họ chỉ nói thôi. Tất cả đều mù điếc câm. Chỉ nói và không hiểu nhiều về bất cứ gì. Rất ít người thật sự đạt khai ngộ ở đẳng cấp cao hơn. Những người còn lại chỉ lặp lại hoặc nói bất cứ điều gì họ lẽ ra phải nói hoặc họ nên nói. Thế thôi. Chỉ để trong ngon lành, nghe hay, nhưng họ không thật sự hiểu sâu sắc, bởi vì đẳng cấp vẫn còn rất thấp.